Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tự kiểm tra cuối năm học. Trang 104. Bài số 1 tính nhẩm. 2 x 4 là 8, 4 x 3 là 12, 5 x 5 là 25. 10 chia 2 được 5, 20 chia 4 được 5, 40 chia 5 được 8, 3 x 8 là 24, 9 x 5 là 45, 2 x 7 là 14, nên được 5, 7 x 4 là 28, được 6. Bài số 2, 68 ta cộng cho 24. 73 ta trừ cho 49, 425, 312, 689 ta trừ cho 157. Ta cộng 4 là 12, viết 2 ta nhớ 1. 6 ta cộng 22 là 8, 81 là 9. 3 ta trừ 9 không được, ta mượn 10, 13 ta trừ 9. Còn 4 trả 1. 7 ta trừ cho 4 cùng 3, 3 ta trả 1 nữa là còn 2. 5 ta cộng 2 là bằng 7. 2 ta cộng 1 là bằng 3, 4 cộng 3 là bằng 7. 9 ta trừ cho 7 còn 2, 8 ta trừ 5 còn 3, 6 ta trừ 1 còn 5. Bài số 3, con bò vàng cân nặng là 320 kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng là 9 kg, hỏi con bò đen cân nặng bao nhiêu kg? Số kg con bò đen cân nặng. Ba trăm hai mươi kg con bò đen cân nặng hơn con bò hơn này à, hơn như vậy là hơn là cộng bằng 329 kg. Đáp số. Bài số 4, tính chu vi hình tam giác có các độ dài cạnh lần lượt là 37 cm, 25 cm và 30 cm. Ba mươi bảy ta cộng cho 25 ta cộng cho 30 bằng. Rồi chúng ta cộng coi lần lượt coi. 7 ta cộng cho 5 là 12, cộng 0 là 12, viết 2 ta nhớ 1. Đúng không? 3 ta cộng cho 2 là 5, 5 ta cộng cho 3 là 8, 8 với cộng 1 nữa là 9, 92 cm. Bài số 5, bài cuối cùng. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 95 lên 100. 95 ta cộng 5 là đủ 100. 100 ta cộng 5 là 105. 105 ta cộng 5 thì ra bao nhiêu? Là 110. 254 244
230 bóng. Vậy là 5 bóng rồi 4 bóng là 3 bóng, như vậy là 220 bóng, được không? Giảm số 5 này xuống số 4 này, số 4 này tới số 3 này, số 3 là số 2 này, được không? Giảm 10 đơn vị. Được không? Ta lấy 250 bóng này, ta trừ cho 10 thì ra số này. Được không? Rồi lấy số này ta trừ 10 ra số này. Rồi số này chúng ta trừ 10 thì ra số này. Được. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Cũng nhân dịp đây thì cái bài này là bài cuối cùng của lớp 2. Được. Cuối cùng của lớp 2. Thầy hy vọng và thầy cũng chúc các em làm bài thi tốt. Và chúc các em lên lớp 3 học thật tốt hơn nữa. Thì lớp 3 thì thầy cũng có giải bài tập, có clip giải bài tập lớp 3. Thì mấy em cũng theo dõi, ủng hộ thầy nha. Thì, và một lần nữa, thì chúc các em và cùng phụ huynh một năm mới vui vẻ. Và một mùa kỳ nghỉ hè đi chơi thỏa thích nha. Xin chào các em.